Em mời anh ạ. Anh ơi, anh ra ngoài này em nhở tí. Cái gì? Anh xuống em bảo cái. Cái gì đấy? Cho em xin tiền. Đi với anh từ sáng giờ lòng vòng mấy chục cây số rồi. Anh cứ chỉ đến chỗ này, em đến anh lại bảo không phải. Đến chỗ kia, em đến anh lại bảo không phải. Đi mấy chục cây rồi xe hết xăng, cho em xin tiền. Đi quốc khác. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là anh không có tiền mặt. Anh chỉ có phép thuật thôi. Đúng rồi, bởi vì anh là thần đèn. Quá chuẩn luôn. Anh bị mất cái đèn. Đúng nên rồi. Là pháp thuật của anh bị thuyên giảm. Đúng rồi. Bây giờ em phải chở anh đi tìm được cái đèn. Đúng rồi. Xong rồi có cái đèn thì phép thuật nó sẽ phục hồi đấy. Xong rồi anh cho em một điều ước. Mấy điều ước luôn. Anh cho em mấy điều ước luôn. Đây, anh lại phải kể đầu đuôi sự việc cho em. Đấy, là một ngày đẹp trời. Thế là anh chui ra khỏi cái đèn, anh mới ngắm trời xuống đất. Thế ngắm một lúc thì anh quay trở lại chỗ cái đèn thì đứa nào nó thó mất quẩy. Điền thế chứ. Không, nhưng mà anh không khuất cái chỗ nào anh chui ra. Thôi. Không tin được. Lừa trẻ con đấy à? Sao buổi sáng em tin anh như thế mà bây giờ em lại không tin anh à? Buổi sáng ấy, là em thấy anh, em tưởng anh hâm hâm nhưng mà có tiền. Còn đến bây giờ em kết luận luôn nhá. Anh vừa hâm vừa đấy có tiền. Em ơi, em cứ thử tin anh một lần đi. Anh chính là thần thật. Đấy. Em biết không, em cứ chở anh đi tìm cái đèn đi. Rồi càng nhanh càng tốt. Bây giờ nó mang ra chợ rồi, nó bán rồi. Chết em ạ. Mày làm gì vậy? Em bấm vào chạy cái nghiện. Em không hiểu tại sao người ta lại có thể bỏ sót một thằng ngáo đá nặng nhanh được. Em bấm đến bắt anh. Thôi em ơi. Được rồi cả. Anh sẽ gạn hết trong người xem còn có tí phép thuật không? Anh thể hiện cho em đây, để cho em tin anh là thần. Thần thật. Em hiểu không? Đây. Đây. Cái gì đây? Cái củi hay cái gì? Đấy. Nó là cái củi. Nhưng chỉ trong một chớp mắt thôi nó sẽ thành bông hoa. Này, không tin gì? Tôi nhìn mặt này không biết không tin. Đây, xem này. Umbala Umbala Simua. Thấy không? Tuyệt vời không? Anh đã bảo rồi, tin chưa? Đây là phép á? Ừ. Này phép này. Nhìn này. Cái gì đây? Cái que. Rồi. Tôi còn làm trên phân ông luôn. Tôi chỉ đốt cho cái que đây, ai chả đốt. Không. Cháy chưa? Cháy rồi. Lấy bông hồng này. Úi dồi. Thôi. Cái này ở chợ ảo thuật nó bán có 20.000 thôi bố ạ. Tóm lại là quá ông lừa tôi đúng không? Lên công an phường. Em ơi, anh là thân thật. Lên mà. Công an đây, phường. À đây. Anh sẽ lại chứng minh cho em một lần nữa. Đây. Chị gì ơi? Anh nhờ chị tí. Chị đứng đây. Đây. Rồi, đây là ai? Chị lao công đúng không? Chị lao công tay cầm gì? Chổi. Cá chổi. Chỉ trong chớp mắt, chị lao công không cầm cái chổi nữa mà cầm thứ khác. Này. Cầm cái gì? Anh sẽ biến cái chổi này thành con vật đi cho nó máu. Con gì? Con rắn. Đấy, xem này. Umbala Umbala. Đâu rắn đâu? Ôi, điên à. Mất hết cả thời gian của ta. Phép đấy á. Tóm lại là anh không có tiền mặt đúng không? Hoặc nha, bây giờ anh có trang sức gì trong người, đồ tư trang thì anh bỏ ra anh bù cho em, không thì anh lên công an phường. Khổ quá. Được rồi, đã đến nước này thì mày muốn làm gì mày làm. Tao mà tìm được cái ngôi nhà của tao nha, lúc tao sẽ biến cái ô tô của mày thành ô tô đồ chơi. Thôi gớm, bỏ cái trò ấy đi. Thì biến cái xe thành xe đồ chơi. Tóm lại nhá, anh không có tiền ấy thì. Ôi trời, cái xe của em đâu rồi? Chú hỏi cho anh biết rồi hả? Dạ. Ôi trời. Sao nó bé tí thế này? Mày thấy cho anh chưa? Mày thấy phép thuật của anh chưa? Anh ơi. Anh thần ơi. Em xin lỗi anh ạ. Anh biến lại cái xe cho em. Em tin là anh là thần đen rồi ạ. Nếu đã tin anh là thần rồi ấy, thì nào, chờ anh đi thì tìm cái đèn. Ai nhỉ? Anh. Ừ. Anh biến cái xe cho lại đi rồi. Anh muốn em chở anh đi đâu em cũng chở ạ. À thôi, thế này. Bây giờ thế này. Tìm một chỗ nào yên tĩnh,
để anh ngồi anh định thần lại, anh dùng năng lượng siêu nhiên của anh để anh tìm cái đèn nó ở đâu đã. Xong rồi lúc đấy anh sẽ biến trả lại cái ô tô cho em đi cũ. Anh ơi, anh biến to lại đi đã. Anh ơi, anh ơi, anh thần kiểu gì để anh biến nhỏ được không biến to được anh ơi. Rồi, đi thẳng. Đi thẳng. Rẽ trái hai lần. Rồi, đến cái cột điện. Rẽ trái hai lần nữa. Anh ơi. Ừ. Ở đây bao nhiêu cái cột điện đi vào cột nào rẽ trái ạ? Cái cột cao nhất ý. Ừ. Cột cao nhất. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Đến chỗ có con trâu đang nhập cỏ, rẽ trái hai lần. Anh ơi, anh hả? Ở đây thì làm gì có trâu, trâu chắc là phải sang bên tận Gia Lâm rồi. Mẹ thấy cả nhá, nhớ bây giờ anh nhìn thấy con trâu, lúc mình sang con trâu nó đi rồi thì tìm kiểu gì đấy. Ờ gì? Ôi thôi thôi, bỏ cái chỗ có con trâu đi, đánh cái dấu hỏi vào đấy. Bỏ đi rồi ạ. Đi đi, lên xe, lên xe. Mà đi theo cái bản đồ này á? Ừ. Anh nhìn xem. Nhìn thì cũng hơi rắc rối đấy nhưng mà. Đây, yên tâm đi. Ngồi trên xe anh chỉ đâu đi đấy. Thế là tìm được, nhanh. Thế sao lúc nãy anh không lên xe anh chỉ luôn? Anh cứ bắt ngồi đây để ngoại cảm cái gì? Thế này đi. Bây giờ cứ để cho anh nhập vào mình này. Có được không ấy? Được. Xong mày đi theo sự chỉ đạo của anh. Được chưa? Thế cũng được, ý kiến hay ạ. Ừ đấy. Nào, bắt đầu nhá. Vâng. 2, 3. Thôi đi nhá. Ê, anh ơi, từ từ cho em lấy cái mũ ạ. Ờ đi. Ui dồi, ui dồi. Anh ơi, xe này phải để em lái đi nhá. Thôi chết rồi anh ơi. Em bảo anh sẽ phải, anh không nghe. Anh cứ dẫm ga đi thẳng hỏng xe em rồi đây này. Nhưng mà tao cảm nhận cái đèn của tao ở phía trước. Không, bây giờ hỏng xe em rồi, anh bắt đèn em đi. Đi tìm đèn với cả anh, phiền vãi à. Em không đi nữa đâu. Mày phải đi, mày hứa với tao rồi mày phải đi. Em không đi nữa. Mày phải đi. Em không đi nữa. Mày phải đi. Không, em không đi nữa. Mày phải... À, em không đi, anh đừng có bước đi, em không đi. À, mày không đi à? Rồi xếp bên tay tao. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, anh lùi cái xe ơi. Hỏi em cái, có ai không? Nhỏ cháu ra cái rồi. Ui, người ta đâm cháu, ui, bầm dập nát hết cả rồi. Từ từ anh ơi, từ từ. Anh ơi, đừng chạy nữa, cho em hỏi một tí. Xe em đang hỏng ngoài kia, tự nhiên anh ấy bước vào đây làm gì ạ? Mày bảo là mày đi tìm đèn với tao, bây giờ mày lại lẹt kèo. Tao phải cho mày bài học, đi. Ấy, từ từ, anh ơi. Anh ơi, cơ thể của em mà anh cứ làm như cơ thể của anh ấy. Mà anh bảo bài học là bài học gì đấy ạ? Rồi mày sẽ biết. Ôi, anh ơi, anh làm cái gì đấy? Bà con ơi, có phê quá đây này. Chân trên bên khi chiều nắng chưa phai. Ôi giời ơi, con cái thằng em, mày chạy kiểu gì em? Mày cái đường mày không chạy, mày chạy mày đâm sầm với cái cột. À, thế là anh văng ra rồi đúng không? Ôi giời ơi, mày quá, phúc tổ cho nhà em khi mà anh văng ra. Thôi về nhà nhá, em không cần điều ước gì nữa. Em thấy phiền lắm rồi, bây giờ đường ai nấy đi nhá, chào anh. Si tốt. Gì đấy? Mày thấy anh tử tế không? Đấy, mày không nhìn. Anh mới bảo xì tốt là không là mày lại làm đốt một cái nữa. Đấy, anh nhìn thấy nguy cơ là mày chuẩn bị đập đầu một lần nữa cho em mới bảo mày dừng lại. Thôi em cảm ơn anh, cảm ơn. Thôi, anh ở đây nhá, em về em đi sửa xe em đi cuốc nữa đây. Này, nào, không được đi, anh xin mày. Anh lấy được cái đèn về, em có muốn coi như là vàng bạc cho báu không? Phần anh tất. Này, thế mày có muốn tao sẽ biến mày thành con kiến không? À.
tao biến mày thành con ruồi. Muốn không? Chứ bây giờ anh muốn thế nào? Muốn thế nào nữa? Chúng mình lại tiếp tục. Nào, đi nhá. Thôi em không đi nữa đâu. Đi. Em không đi, anh tha cho em đi. Anh đã bảo đi lấy đi. Anh ơi, anh mà cứ làm này em đi báo công an đấy. Sao? Thôi, anh em cứ ngồi đi. Mình đang xuống địa bàn, hôm nay có cả trực mà. Anh công an ơi, anh công an ơi, anh là công an, anh phải giúp dân chứ. Em là nguy cấp, anh phải giúp em. Nào, có chuyện gì cậu nói đi. Em xin tự giới thiệu với anh. Em là thằng điên. Đừng nói nữa. Anh ơi, không phải em nói đâu ạ. Đây là lão thần đèn nói. Em xin trân trọng giới thiệu với anh. Em là thằng bất nhân, vô nhân tính, vô nhân đạo. Thấy người khác mất đèn mà không giúp. Đừng nói nữa. Anh ơi, em không biết là hôm nay em ra đường em bước chân gì ý. Thì em gặp một thằng cô hồn, nó tự nhận nó là thần đèn. Nó nhập vào người em, xong bây giờ đi phá phách khắp nơi. Nó vào trong quán cà phê, nó quậy tung lên. Nó còn vỗ mông gái nữa. Anh nhìn cái gì đấy ạ? Không chuyện gì cả. Cậu cứ nói đi. Dạ vâng. Nó đâm xe của em vào tường, bây giờ hỏng hết xe rồi. Anh có súng không? Anh có dùng cú điện không? Anh chọc em đi, cho nó bật thằng ấy ra. Em chán đi với nó lắm rồi. Này, anh bắn em đi. Cậu cứ bình tĩnh, cậu cứ trình bày tiếp đi để tôi nghe xem. Dạ vâng ạ. Thực ra là có vẻ anh không tin em hay sao ấy. Không, cậu cứ nói đi. Anh ơi, em thề với anh, em nói thật đấy ạ. Rồi, em chở một thằng thần đen đi xong rồi. Đừng nhảy nữa. Anh ơi, anh bây giờ thế này nhá. Tôi mời cậu về phường. Làm gì ạ? Để làm mấy cái xét nghiệm, để kiểm tra ma túy cho cậu ấy mà. Em ma túy cái gì đâu, nói không tin. Này, đứng lại. Này. Ôi anh ơi, từ từ đã. Em không bước được nữa rồi, chân em mỏi lắm rồi ạ. Anh Đèn ơi, anh hành em từ sáng đến giờ. Bây giờ dân thì đuổi đánh em, công an thì đổ vạ cho em là ngáo đá, bây giờ cũng truy lùng em. Em chịu thôi, em không làm gì được nữa đâu ạ. Cố lên, cố lên. Ta linh cảm, ngôi nhà của ta đâu gần đây rồi, gần tìm được rồi. Bé con, nhà cháu ở đây à? Dạ vâng, thế chú là ai? Chú là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm trực tổng đài và lái xe của hãng taxi ruồi đấy. Còn ta là thần đèn. Chú là thần đèn à? Chú giúp cháu một việc được không? Được. Đây, cháu có rồi đây, cháu có rồi đây. Đây, đây nóng sốt nhá. Ui hồi ôi. Đây, tưởng đâu này, nhờ ta làm cái gì, hóa ra là nhờ ta nấu cháo. Hôm nay các chú ở đây thì dùng bữa cùng mẹ con tôi luôn nhá. Dạ vâng ạ. Thực ra là anh em bọn em đi cả ngày cũng mệt rồi. Hôm nay hai chú ăn cơm với cả nhà cô nhá. Dạ vâng ạ. Đây, cho cô. Chú Thần ơi. Mời chú Thần. À có Thiệt, đây Thiệt đây. Chứ chị Dung đi ạ. Đây em ăn tôi nhỏ nhỏ. Anh Đèn đây. Ở nhà không bao giờ phải nấu cơm đúng không? Cháo nhạt nấy mà nấu được. Ta là thần đèn chứ không phải thần bếp đâu. Với tôi để cháu đi lấy muối cho ạ. Lấy đi. Ta có linh cảm, ngôi nhà của ta chỉ quanh quẩn ở đâu đây? Muối đây ạ. Wow, nhà của ta. Đồ của cháu nhặt được. Người ta mua 2 triệu mai cháu bán để chú ban cho mẹ. Nhà của ta sao lại bán có 2 triệu? Đồ, nhà ta. Đồ của cháu. Nguyên ơi, đi vào đây. Dạ vâng. Mẹ con mình không có nhà, chú cũng không có nhà, nên khổ lắm. Mang trả chú đi. Dạ vâng. Trả cho chú đi. Thế là ta đã tìm được nhà của ta rồi. Ui. Ta đã tìm được nhà, ta sẽ thực hiện điều mà ta hứa với ngươi. Ngươi thích cái gì nào? Thế được ước mấy điều hả? Một. Vừa chiều hăng lên mà ước bao nhiêu cũng được, bây giờ lại một. Đấy là lúc đấy tao báo tên tao nói thế. Thế hàng ngày hai mẹ con chị vẫn nấu cơm ở cái bếp củi nhỏ nhỏ đấy ạ? Thì chú tính xem, cả đời đi nhặt đống nát, thôi thì nay ốm mai ốm, tiền đâu mà xây nhà với cả xây bếp. Cả cái nhà này
người ta cũng cho ở nhờ đấy chú ạ. Thôi được rồi, nếu mà được ước một thôi thì em ước cho hai mẹ con nhà này một ngôi nhà thật đẹp và một khu bếp khang trang. Hai mẹ con nhà này không được ấy? À, được chứ, được chứ. Tưởng chuyện gì, chuyện đấy quá đơn giản. Ôi trời, anh đẹp, em nhờ tí. Nhà anh cho người ta đây gì? Ừ, đấy, rộng rãi, thoáng mát không? Cũng rộng rãi khang trang rồi. Thế nhưng mà em hỏi anh nhá, nội thất đâu? Nội thất là gì? Thế anh cho người ta cái nhà, anh cho có mỗi cái sofa này, cái tranh này, thì không giải quyết cái gì rồi. Thế cả bộ rèm, thế mẹ con người ta ở thế nào? Còn bếp, còn giường, tủ ấy. Chú chỉ ước là cầu là có cái nhà thôi, chú có cầu là có đồ đạc đâu. Đùa anh, người ta, anh là thần mà anh chắc lép vãi. Bây giờ ví dụ như người ta xin anh một bát phở đi, thế anh phải cho người ta thịt chứ, chẳng lẽ cho phở không, ăn không người lái à? Cũng có lý. Thôi được rồi, đi mua thịt. Ấy, đi mua thịt, nội thất. Nào, thì nội thất. Chú Thần ơi, thế chú kia đâu rồi? Ui, em. Anh xin lỗi nhé, anh không tự chọn được tọa độ rơi đâu. Tại ông này, phép thuật kiểu gì? Đây là triển lãm thiết bị nội thất cao cấp. Còn gian hàng chúng ta đang đứng ở đây ấy, là gian hàng phụ kiện thiết bị đồng bộ nhà bếp cao cấp Group. Dạ đúng rồi đấy ạ, sản phẩm mẹ em được thiết kế rất trang trọng và hiện đại. Được thiết kế bằng chất liệu inox 304, siêu bền và chống han rỉ tuyệt đối đấy ạ. Vâng, em mời anh chị ra tham khảo ạ. Xem thích cái gì vô luôn. Chú danh sách mua hàng ngày hôm nay ạ, chú xem có thiếu gì không ạ? À, chú Thần ơi, tôi cảm ơn chú Thần nhé, tôi cảm ơn chú taxi ruồi. Tôi vẫn bảo con tôi là đừng tin vào cổ tích, nhưng mà chuyện này kỳ diệu hơn cả cổ tích chú ạ. Cổ tích luôn kỳ diệu, vậy là tôi đã thực hiện đủ mọi ước cho mọi người. Đây, đây là danh sách tất cả những trang thiết bị mà chị đã chọn. Lát nữa sẽ có người của công ty chuyển đến cho chị. Dạ vâng. Đã đến giờ tôi phải đi rồi. Ấy, ở lại đây ăn tâm gia với cả mẹ con người ta đây anh ạ. Ừ, không được. Đấy, họ đã gọi rồi. Bụt vé máy bay 2 giờ. Alo. Ừ, về đây. Ừ, nhà bao việc. Thế Thần cũng phải đi máy bay ạ? À, ông này là ông Thần đặc biệt. Cả quá trình đi với cả ông ấy thì em rút ra một kết luận, rất có thể ông này là thần kinh. Thôi, hai mẹ con bây giờ về Tân Gia đã. Đi. Yeah.